Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhá. Chào mọi người nhá. Đây mọi người, hôm nay là thành viên mới về với gia đình, giới thiệu mọi người. Đấy, Coca. Coca-Cola. Em tên là Coca nhá mọi người nhá. Đấy, mọi đó người. Là một cặp song sinh của Sô-cô-la. Sô-cô-la đây. Sô-cô-la. Đây. Sô-cô-la đây. Đây mọi người nhá, Sô-cô-la và Coca. Sô-cô-la và Coca. Gọi là Coca-Cola. Coca-Cola. Ui ơi. Ui thần ăn. Mày giống bố mày lắm, sô-cô-la. Đấy, ăn mọi người, cái mắt nó nhìn nó liếc, còn liếc cả mọi người này. Mọi người nhìn cưng chưa? Coca lại đây. Đấy. Cái mắt này. Đấy. Ui ăn thàm. Ui ăn thàm. Ui ăn thàm. Ui ăn thàm. Đây là Coca. Coca ngồi đây con. Đấy, Coca là chị em song sinh của sô-cô-la mọi người nhé. Thế mọi người. Đấy. Thằng mắc lại ứ đây. Nhưng mà hai con này là mõm khác nhau sự nhỉ. Mõm khác nhau nhưng mà nó là một cặp đôi đấy. Song sinh luôn. Ui đẹp đấy. Đấy mọi người ơi, sô-cô-la và Coca đấy. Đấy. Thì cái đàn của sô-cô-la này còn sót duy nhất là Coca. Coca thì lại là cún cái. Nên là mình đã đón nốt là sô-cô-la và Coca là về cùng với nhà mình. Thì về cái gia phả của Coca và sô-cô-la này thì nó cũng như nhau mọi người ạ. Cái mặt của sô-cô-la. Đây mọi người ơi. Này. Kìa. Đây mà. Sô-cô-la. Kìa. Đây bố. Đây. Ăn đi. Đấy. Đấy. Hai thằng ăn rồi. Đây. Ui ơi. Đây. Đây con. Ui ơi. Đấy. Ăn đi. Sô-cô-la đây. Kém miếng khó chịu chứ. Mẹ nhà chị chứ. Nó ịch như con lặn loài ấy. Mẹ tương môn nhà anh. Nhìn mặt nhờ. Đây. Đấy, đấy. Đây mọi người. Đây. Thành viên mới này. Coca. Coca chào mọi người đây. Con chào tất cả thành viên mới này. Thằng Sô-cô-la này nó về trước. Đâm ra nó rất là. Ui. Rất là oai. Ui ôi. Đè này. Coca được bao cân ở chua? Coca cũng số cân thì cũng tương đương với Sô-cô-la thôi. Này. Nhìn ngang nhau nhờ. Đây. Này. Đẹp mướt. Nhìn đấy. Đấy. Ăn đấy. Đây đây. Sợ xe. Coca đâu rồi? Đúng là. Coca. Đây. Bọn này nó ăn nhanh nhất. Ui giời, thằng sô-cô-la nó ăn được. Tợp này, ui giời. Đúng giống ăn tham. Anh mắc kìa. Đi. Ui à. Ui à, nó tập. Coca ơi. Ui anh mắc. Ui anh mắc ấy ở cửa. Cả anh mắc tí cho anh mắc ra sau. Đây đây. Ui làm gì ấy. Ôi đái rồi. Mày giống bố mày đái vậy. Liếm chứ. Còn mày đặt chứ. Ăn thì ăn luôn đi. Còn liếm. Ăn theo đái đấy. Ui đái. Tôi đứt cả đuôi kìa. Coca ăn đây. Coca ơi. Coca. À, đà đấy, đà đấy. Thằng này nó ăn tham mọi người. Sô-cô-la này. Ui, nó ngồi này. Nó ngồi, nó đợi ăn rồi mọi người này. Mọi người thấy chưa? Tông bồn này, ăn tham. Đây, để bố cho. Nó ngồi này mọi người này. Đây. Nó ì ạch ra mà nó ngồi này, nó cười, nó ăn rồi. Đấy. Ôi giời, mẹ mày tái. Trong đuôi mày quật vào người tao à? Mọi người thấy chưa? Coca, nó ngồi này. Sô-cô-la. À, sô-cô-la. Cola. Đây, Coca đây con. Cola và Coca, Coca-Cola. Đấy. Hôm nay là đây là cặp song sinh luôn nhé mọi người nhá. Trông nó giống nhau y đúc luôn. Đấy. Sô-cô-la thì là nó về trước được mấy hôm. Còn Coca thì về sau. Đi đâu? Bạn mới thế. Nhìn thấy thành viên mới đẹp chưa? Bạn lấy Sô-cô-la. Anh lấy về bao giờ ấy? Mới lấy về xong, mới đón về xong à. Mới đón về xong. Đấy. Đẹp thế nhỉ? Đấy. Cô thích không anh Tài cái tặng cho này. Ăn ngon. Ôi đây cái vết tiêm à. Vết tiêm. Đúng rồi. Đây. Đâu rồi. Ui ăn hết rồi. Còn có mấy cái thôi. Đây. Mày không từ thủ đoạn gì để được ăn hả con. Thằng này nó đôi này rất là đẹp mọi người này. Đấy. Ngồi rồi. Đấy. Ngồi cũng giống anh Đại không ấy chứ. Hai chị em vẫn ngồi được. Sời. Quyết sầu ấy. Sợi. Anh mắc khủng kìa. Đây kìa. Em ơi.
đây là sô cô la, đây là gì? Coca. Coca và cola. Coca và cola. Nước uống giải khát. Coca cola. Nhìn béo chứ. Này. Úi giời, tụt tụt được đây. Không con này cũng cái à? Cái. Cái hết mà. Sô cô la. Đây. Đây đây đây. Vợ tương lai của anh đi nát. Nè. Ngồi ngồi đây mọi người. Mọi người nhìn thấy sô cô la khôn chưa? Nó ngồi nó trồm hốc nó đợi ăn. Lại đái. Ôi đái nhiều thế. Mắc ơi. Mắc. Nào, để tí nữa rồi cho ăn nhá. Sao bây giờ? À mọi người nhìn thằng sô cô la này. Ê ê. Sao đang tức gì ạ? Ôi giời lấy chân này. Nó bảo là đưa đây. Bố nhà chị đấy. Cái mắt mọi người gì này. Điêu chưa? Đây là nói chung là sô cô la và coca và lilac là ba chú cún là gia phả rất là tốt mọi người nhé, đều có giấy tờ. Đấy. Được nhập khẩu từ đâu sư phụ? À, không phải là nhập khẩu mà giấy tờ. Bố mẹ của nó ấy. Bố mẹ nó là nguồn gen Mỹ ấy, mọi người nhé. Cái chân nó này to lắm. Ôi giời. Gần to bằng tay mình rồi. Mọi người nhìn chưa? Đấy. Ở chân này. Thế này mà nó trưởng thành lên nhỉ? Nó trưởng thành. Trưởng thành của bữa nay bao nhiêu cân sư phụ? Con bố của nó là tầm khoảng 70 cân rồi. Ui, nặng hơn cả bố em. À, nặng hơn cả em. Ừ, mà con nhân nặng hơn bố em thật. Sô-cô-la. Thằng sô-cô-la. 70 cân nhờ. Sô-cô-la, đây. Em nặng hơn anh ấy. Em được con mỗi 54-55 cân. Em thì nói sô-cô-la ăn nhiều rồi nhá, để cho coca ăn tí con này. Chịu, dạ, khiếp. Lọc ui dạ. Sô-cô-la. Đây con. Coca. Đây coca. Ôi giời, nó chành hết rồi mọi người này. Nó chành hết cổ. Chành hết rồi, anh đại giữ con này lại. Anh đại giữ con lại. Kệ nó. Nó rất là coca. Chụp cái mặt. Đây nhá mọi người này. Đấy, mình cho mọi người hôm nay cặp song sinh sô-cô-la và coca. Thì bé này về thì chả biết gọi là tên là gì. Thì chị nó về trước thì gọi là cô sô-cô-la rồi. Thì nó về gọi là coca đi. Chơi một đôi đi. Đấy. Coca-Cola. Đẹp. Coca-Cola. Ê. Cái gì ấy? Thế tôi thèm cái này à? Đây. Ê, cho nó cái to này anh ta. Đây. Úi giời. Người ơi. Tao có làm gì đâu. Đây. Đây lấy cái xúc xích to này. Ấy. Chơi cái này xem là cậu rồi. Úi giời. Giang cái sẵn dụng giang. Đây cái này nữa. Từ từ để cho. Nhìn đi. Kiếm cái loại. Ôi chồng nó lên nó đi à. Ôi. Ôi tao mua mày rút à? Hả? Hả sô cô la? Mày rút à? Con này mũi hồng nhỉ. Mũi đẹp mà. Ý là phải cho vào mũi ăn. Nhất thì nó không ăn. Đây. Thôi để cho em anh em để anh cho em coca một miếng. Mũi dọc dừa. Sô cô la thôi có ăn. Con ăn rồi. Mọi người này. Ôi giời, cái bút chạy này chạy này. Con ăn rồi đây. Mọi người nó chạy nó nhìn này. Nó nhìn à, đây à nhìn đây à. Ê nó nhìn mọi người này. Ôi thôi. Thằng coca này ăn rất ấy nhá. Nó nhìn này. Nhá. Ăn không được như thằng coca sô cô la. Ui. Ăn thơ bò. Đâu ở đâu vẫn còn một ít. Thơ bò. Chúng rất là đáng yêu. Mọi người nhá, thì bây giờ là mọi người xem video ấy thì cũng nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Hôm nay mình quay cái video này giới thiệu mọi người về một cái thành viên mới của mình, một chú cún rất là đẹp. Úi giời ơi. Nó nằm ấy. Nó nằm ấy cái đây. Sô cô la ngồi đây. Đấy, nó to lên nhìn mới khủng khiếp. Coca ngồi đây. Coca ngồi đây. Nhanh lên. Nào nhìn đây nào. Đây là cặp song sinh luôn đấy mọi người. Coca. Ấy. Úi giời. Coca. Đẹp. Coca. Đấy, mọi người thấy đẹp chưa? Coca-Cola. Thì video này mình xin kết thúc ở đây. Đấy là mình quay cho mọi người xem hai chú cún của mình rất là đẹp. Thì tập tiếp theo bây giờ thì mình sẽ cho Mark dẫn cả đàn sô-cô-la và coca tập ơi. Và những chú cún bun vàng trong kia cho cả đàn chúng nó anh em nó đi chơi cho mọi người nhé. Cho đi tập bơi đi. Mọi người nhớ like cái kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn bộ thành viên trong kem xem nó ẩm thực vùng cao. Và nhất là ủng hộ cho những chú bé thân yêu của mình nhé mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Nào, chào đi. Chào. Ui, liếm luôn.